Anh bị Covid rồi đó. Anh bị Covid rồi đó. Anh bị Covid rồi đó. Đang bị chơi là nghèo hoặc là vừa bị mất ăn xong. Úi giời, đừng lo, đã có sách hỏi tv.com tài trợ đây rồi. Ngại gì với giá cả, chỉ với giá 20k đổ lại, bao gồm các phòng quay cực kỳ thú vị và đặc biệt nằm đây. Sao có thỏ cực kỳ uy tín và gió thỏ làm chỗ nên anh em mình cứ quay đi đừng ngại. Còn chung chơi gì nữa, hãy truy cập ngay sách hỏi tv.com nha. Nói ơi. Ăn chưa? Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Nhỏ sao hai vậy? Thì nó hôi đủ đúng không? Ăn no nha, không có khóc, không có buồn nữa nha. Buồn nửa ký đầu á. Buồn nửa ký đầu á. Đừng có mà giang hồ nha. Làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Ủa làm gì hơi nhiều vậy? Anh sặc nước hả? Uống nước cổ quá. Anh bị sặc hả? Uống nước ấm vô anh, uống nước lọc vô là hết rồi. Không uống rồi, đang uống cổ mà. Sao nghe giọng anh uể oải vậy? Thì đang bệnh nè. Ủa sao anh nói với em anh đỡ rồi, là vẫn chưa hết hẳn hả? Sao hết được mới có ngày hay ngày sao hết em? Uống thuốc chưa? Hay để mai em mua thuốc qua cho anh nha. Anh mua rồi. Ở chỗ Gaming House cũng gần đây à. Có gì em qua em nấu cháo cho anh ăn nha. Trời mẹ ơi, vậy mà nó cũng nghĩ ra. Em biết nấu đó, em nấu hồi thôi đừng qua. Sao không qua? Không cho qua là sao? Để thôi, em xin anh bạc cho qua mà. Thôi. Sao thôi? Thôi anh đó đi, mà mất công á. Sao mất công? Ở bển ai em cũng quen biết hết mà mất công gì trời. Mất công á. Mặt em dày như mặt đường qua bển. Ai đâu có ngại, em đâu có ngại đâu. Sao mất mới anh ngại? Mày không có ngại, mất công thiệt. Mà sao mất công? Hay sợ phiền? Đâu bỏ phiền cái gì? Ok. Nói thẳng gì đi, không mà có. Bỏ em phiền. Chứ sao? Tại sao chống qua? Không có. Không có phiền. Nhưng mà không cho em qua là sao? Nói lý do đi. Thì anh đang mà. Bị mà. Bị gì? Bệnh hả? Bình thường mà. Em qua em chăm sóc anh thì anh bệnh em qua chăm sóc anh cho anh uống thuốc cho mau hết. Dạ anh không phải bị bệnh bình thường. Cái gì? Anh đâu phải bệnh bình thường đâu. Đừng có nói là anh bị Covid rồi đó. Anh bị Covid rồi đó. Anh bị Covid rồi đó. Có đâu, em đừng có qua, anh đang bị á. Anh bị Covid. Ờ. Anh bị dương tính. Đúng rồi, anh bị F0 rồi. Ủa? Ủa, khoan, stop. Ủa? Sao tự nhiên bị F0? Ai mà biết được. Anh bị hồi nào, anh bị hôm qua. Thì mới test bị nè. Là từ bữa bắn về là anh bị luôn. Ừ. Vậy? Thật hả? Nhóc em chi? Anh mới té luôn. Ủa sao em không hay biết gì chứ vậy? Nè anh gửi cho em coi nè. Khoan, không có giỡn nha, cái này không có giỡn được nha. Vào đôi mắt em. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Thiệt luôn hả anh? Thiệt. Phải. Ủa chị chơi game nó có bị lay qua đường mít không? Uống thuốc chưa? Hay để mai em mua thuốc cho anh nha.
Ủa chị chơi game có, nó có bị lây qua đường mít không? Nói là muốn rớt nước mắt. Đó đó. Để anh đi xích lại gần em. Thôi là anh nói trước chứ, không em qua là em dính rồi. Biết vậy cho em qua đi. Anh hay quá, anh ác vừa thôi. Ra đứng lại nè, quay coi đường internet nè. Thôi thè. Đây đứng lại anh ho cái nè. Đây đứng lại anh ho cái nè. Một. Thôi tha cho em xin ấy. Thôi nhưng mà không qua phải không? Nhưng mà anh qua với em. Đó là em không? Cái gì? Thôi 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 thôi. Ở đi giùm em nha. Ở đi nhà không có đi đâu chơi nha. Thôi. Em đập anh thử qua đây đi. Bữa giờ có gặp đâu nhớ anh chết. Thôi không cần nhập với chân á. Anh chỉ bị hết bệnh là em vui và anh đừng có qua với chân. Em năn nỉ anh, em xin anh, em lạy anh đừng có qua anh ơi. Em nói thật luôn á. Trời ơi. Thôi tha cho em đi. Anh đã bị rồi. Thôi em bị nữa thôi. Không có được, em còn livestream. Em còn nhiều tương lai phía trước mà không được. Anh qua đi em đặt anh đây. Mời anh qua. Hết bệnh đi rồi qua tự nhiên bị cái qua. Ủa sao bình thường không bị rồi sao nó câu đó. Mời anh qua. Thôi tha đi, bình thường anh, bình thường anh có bị vậy đâu. Anh không bị Covid thì anh không chịu nói câu đó. Giờ bị cái đó câu đó. Quá đáng luôn á. Quá đáng luôn đó em. Mời anh qua. Trời nó bắn ái ai nè kìa. Nó lộn qua anh kìa. Cặp đôi, cặp đôi. Mời anh qua. Thôi em xin á. À đúng rồi, anh bị vậy á. Anh ăn tỏi nhiều vào rồi hết à. Em nói, em nghe nói là ăn tỏi nó đỡ hơn luôn á. Thôi mà anh qua về mới hết. Gì mà anh qua hả? Em xin anh luôn á. Đừng. Em còn live stream nữa. Không được. Ok, bây giờ mình sẽ gọi hỏi thăm ổng như thế nào nha mọi người. Cũng lo chứ bộ. Alo. Ủa đang có che luôn rồi. Trời ơi, bị Covid kìa. Đâu? Trời ơi, bị Covid kìa, ngủ phải đeo khẩu trang, ăn cũng phải đeo khẩu trang, ỉa cũng phải đeo khẩu trang rồi. Rồi thôi, bớt ta. Sao rồi, có bị nặng lắm không anh? Có sao không? Đỡ rồi làm sao hết ta? Như là ăn tỏi là nó mau hết á. Với lại á, anh phải thường xuyên tập thể dục để mà ra mồ hôi, hiểu không? Mau hết. Sức còn có người ta dụng. Bởi vậy phải kiên trì nó mới được chứ. Không bị cung quá rồi, trời ơi, vậy sao gặp nhau? Mai mà. Không vậy nha, không nha, em đóng cửa, em khóa cửa liền nha. Em quánh anh. Thôi, tha. Mà chứ mà gõ cửa thì ta. Thôi nghỉ ngơi đi nha. Mà bị nặng quá nói em nha. Chắc em cũng phải đeo khẩu trang qua thăm anh thôi chứ biết sao giờ. Trời qua thì chắc vậy. Thì em đeo khẩu trang mà. Khẩu trang cũng bị nè. Chứ giờ anh bị vậy rồi em lo chứ bộ. Dạ không hết vậy. Vậy không hết vậy. Hơn là tiêm 3 mũi đó trời. Thôi ngủ nghỉ ngơi đi nha anh. Bị nặng quá cứ nói em nha. Dạ, yêu anh. Thương quá à. Thương quá à.